Chào các bạn, tối nay mình ngủ nhà bà nè. Biết bà dán mồng để làm gì không? Cho đỡ lạnh đó. Vừa ngủ mà vừa để chăn thế này, ấm sao mà ấm. Sáng sớm hôm sau, vừa mới từ nhà bà về, mình có mua lạnh tiếp ngắt à. Ngại thật, che bớt đi. Bây giờ thì sẽ ra sân vườn hái lá mì để chuẩn bị làm món cơm chiên lá mì. Hái thêm một ít rau này nữa, mẹ không biết nó tên là gì ta. Tiếp theo là sẽ tiếp tục hái lá ngò gai để nấu chung cho thơm. Sau đó là xách trái me chua nha. Hai lá này đã được rửa sạch, giờ sẽ xách chung luôn. Còn đây là cái tô cơm, bắt đầu chiên thôi. Đổ một ít dầu, sau đó là bỏ lá mì và đảo đều lại. Đã gần chín thì bỏ tô cơm vô, tiếp tục đảo đều. Giờ thì bỏ hột me nha, sau đó là một ít lá thơm hồi nãy và đảo đều. Gia vị thì đổ một ít mắm ớt, tiếp theo là bột ngọt, không có đổ nước nha. Giờ thì hãy cùng xem thành quả với mình nhé. Tan tan, trông cũng hấp dẫn đấy chứ. Múc ra trong cái dĩa để ăn nha. Coi nè, nhìn ngon chưa? Và đây là bữa sáng của mình, mời các bạn ăn cùng nhé. Thử miếng me xem nào. Trời ơi, nó chua, sao mà chua ấy. Nếu mà có đường bỏ thêm ấy thì chắc sẽ ngọt và ngon hơn. Tiếp theo là sẽ ăn miếng cơm chiên. Chua vừa vừa cũng rất là ngọt nữa. Ăn cái này mới ngon nè. Còn đây là bà, chuẩn bị đi hái cau. Mình nói bà ở nhà đi để cháu đi hái giùm. Nhưng mà không có nghe lời mình, có thích đi à. Có chân nhất không nổi mà vẫn ráng đi. Bây giờ đã là 4 giờ chiều, mình sẽ hái trái mít để chuẩn bị nấu canh nha. Cai tướng leo cây kìa, buồn cười muốn xỉu. Nhìn giống khỉ không các bạn, sẽ chọn trái bự này nha. Bẻ một phát là được ngay à. Đã chưa, cái mũ của nó ra, nó tròn y như quả bóng vậy á. Giờ mình sẽ chẻ làm hai bên để chuẩn bị nấu canh. Bên trong thì rất là non, mít kiểu này ăn ngon lắm. Xong rồi bắt đầu xách cái vỏ, tách vỏ cái phần này lại, ngâm lại bằng nước sạch. Xong rồi xách nhỏ nhỏ lại. Bắt đầu nấu thôi. Đầu tiên là đổ một ít dầu, sau đó là cho rau mít vào nha. Đổ một ít muối tiêu, ít bột ngọt, xong rồi đảo đều lại. Đổ khoảng một cái nước là vừa. Trong quá trình chờ nó chín thì mình sẽ giã muối ớt với me chua nha. Đổ mắm ớt vô nè, không biết mùi vị nó ra sao ta. Nêm thử nha. Cay cay chua chua, rất là ngon. Và đây là thành quả canh rau mít của mình. Nó có màu đục đục, tại vì hồi nãy mình bỏ muối tiêu á. Bữa tối có nhiêu đây thôi, mời các bạn ăn cùng nhé. Chấm xem với mắm có mùi vị thế nào nha. Ăn xem nào. Chua chua cay cay, rất là ngon. Nước của nó thì rất là ngọt. Tiếp theo là sẽ ăn miếng cơm. Cơm này rất là dẻo luôn. Ăn xong thì uống một cốc nước cho ấm bụng. Bà nè, ngày nào cũng qua nhà mình để lấy củi nhóm lửa. Tội ghê, bà vừa mới tắm xong, kêu lạnh, kêu muốn nhóm lửa. Mới đi hái cau về á, nên lạnh, nãy kêu ở nhà không chịu. Cứ muốn đi. Hiện tại là 8 giờ tối, đắp mình đi ngủ thôi, chứ trời lạnh quá mà. Chỗ các bạn có lạnh không? Đang ngủ ngon lành mà chợt nhận ra điện thoại đã hết pin. Thế là phải dậy lục đục tìm một sạc, tìm mọi ngọn ngách luôn á các bạn. Rồi trên giường, rồi trên cái mùng, rồi mấy cái kệ đấy cũng thấy. Móc xem cái túi quần này có không. Cuối cùng thì cũng có. Trong cái tủ này cũng có luôn. Không biết để đâu ta. Đầu óc suy nghĩ cái gì đâu á. Lẩn quẩn. Quá là buồn. Ngày mai sẽ tiếp tục kiếm nữa. Video xin được dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Bấm chuông thông báo để nhận tất cả các video mới nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye.